Xá lợi tử, nếu Đại Bồ Tát nghe nói Bát Nhã Ba La Mật Đa mà tâm không nghi hoặc cũng chẳng mê muội, thì nên biết Đại Bồ Tát ấy chủ cho trụ như thị chẳng lìa tác ý, nghĩa là muốn cứu hộ tất cả hữu tình thường chẳng rời bỏ tác ý đại bi đối với tất cả hữu tình. Khi ấy Xá lợi tử nói với Thiện Hiện, nếu Đại Bồ Tát chủ chỗ trụ như thị chẳng lìa tác ý thì tất cả hữu tình cũng phải thành Đại Bồ Tát. Vì sao? Vì tất cả hữu tình cũng thường chẳng lìa tác ý này, vì vậy Đại Bồ Tát cùng với tất cả hữu tình phải không sai khác. Lúc bấy giờ cụ thọ Thiện Hiện khen Xá lợi tử, hay thay, đúng như ngài đã nói. Ngài có khả năng nắm bắt đúng như thật cái nghĩa mà tôi đã nói. Vì sao? Xá lợi tử, vì hữu tình phi hữu, nên biết tác ý cũng phi hữu, vì ngã, dòng sinh mạng, sự sanh, sự dưỡng, sự trưởng thành, chủ thể luân hồi, người do người sanh, ngã tối thắng, khả năng làm việc, tự thọ quả báo, cái biết, cái thấy phi hữu, nên biết tác ý cũng phi hữu. Vì hữu tình không thật, nên biết tác ý cũng không thật, vì ngã cho đến cái thấy không thật, nên biết tác ý cũng không thật. Vì hữu tình không có tự tánh, nên biết tác ý cũng không có tự tánh. Vì ngã cho đến cái thấy không có tự tánh, nên biết tác ý cũng không có tự tánh. Vì hữu tình là không, nên biết tác ý cũng không. Vì ngã cho đến cái thấy là không, nên biết tác ý cũng là không. Vì hữu tình là viễn ly, nên biết tác ý cũng viễn ly. Vì ngã cho đến cái thấy là viễn ly, nên biết tác ý cũng viễn ly. Vì hữu tình là tịch tịnh, nên biết tác ý cũng tịch tịnh. Vì ngã cho đến cái thấy là tịch tịnh, nên biết tác ý cũng tịch tịnh. Vì hữu tình vô tri giác, nên biết tác ý cũng vô tri giác. Vì ngã cho đến cái thấy vô tri giác, nên biết tác ý cũng vô tri giác. Xá lợi tử, vì sắc phi hữu, nên biết tác ý cũng phi hữu. Vì thọ tưởng hành thức phi hữu, nên biết tác ý cũng phi hữu. Vì sắc không thật, nên biết tác ý cũng không thật. Vì thọ tưởng hành thức không thật, nên biết tác ý cũng không thật. Vì sắc không có tự tánh, nên biết tác ý cũng không có tự tánh. Vì thọ tưởng hành thức không có tự tánh, nên biết tác ý cũng không có tự tánh. Vì sắc là không, nên biết tác ý cũng không. Vì thọ tưởng hành thức là không, nên biết tác ý cũng không. Vì sắc là viễn ly, nên biết tác ý cũng viễn ly. Vì thọ tưởng hành thức là viễn ly, nên biết tác ý cũng viễn ly. Vì sắc là tịch tịnh, nên biết tác ý cũng tịch tịnh. Vì thọ tưởng hành thức là tịch tịnh, nên biết tác ý cũng tịch tịnh. Vì sắc vô tri giác, nên biết tác ý cũng vô tri giác. Vì thọ tưởng hành thức vô tri giác, nên biết tác ý cũng vô tri giác. Xá lợi tử, vì nhãn xứ phi hữu, nên biết tác ý cũng phi hữu. Vì nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ phi hữu, nên biết tác ý cũng phi hữu. Vì nhãn xứ không thật, nên biết tác ý cũng không thật. Vì nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ không thật, nên biết tác ý cũng không thật. Vì nhãn xứ không có tự tánh, nên biết tác ý cũng không có tự tánh. Vì nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ không có tự tánh, nên biết tác ý cũng không có tự tánh. Vì nhãn xứ là không, nên biết tác ý cũng không. Vì nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ là không, nên biết tác ý cũng không. Vì nhãn xứ là viễn ly, nên biết tác ý cũng viễn ly. Vì nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ là viễn ly, nên biết tác ý cũng viễn ly. Vì nhãn xứ là tịch tịnh, nên biết tác ý cũng tịch tịnh. Vì nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ là tịch tịnh, nên biết tác ý cũng tịch tịnh. Vì nhãn xứ vô tri giác, nên biết tác ý cũng vô tri giác. Vì nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ vô tri giác, nên biết tác ý cũng vô tri giác. Xá lợi tử, vì sắc xứ phi hữu, nên biết tác ý cũng phi hữu. Vì thanh hương vị xúc pháp xứ phi hữu, nên biết tác ý cũng phi hữu. Vì sắc xứ không thật, nên biết tác ý cũng không thật. Vì thanh hương vị xúc pháp xứ không thật, nên biết tác ý cũng không thật. Vì sắc xứ không có tự tánh, nên biết tác ý cũng không có tự tánh. Vì thanh hương vị xúc pháp xứ không có tự tánh, nên biết tác ý cũng không có tự tánh. Vì sắc xứ là không, nên biết tác ý cũng không. Vì thanh hương vị xúc pháp xứ là không, nên biết tác ý cũng không. Vì sắc xứ là viễn ly, nên biết tác ý cũng viễn ly. Vì thanh hương vị xúc pháp xứ là viễn ly, nên biết tác ý cũng viễn ly. Vì sắc xứ là tịch tịnh, nên biết tác ý cũng tịch tịnh. Vì thanh hương vị xúc pháp xứ là tịch tịnh, nên biết tác ý cũng tịch tịnh. Vì sắc xứ vô tri giác, nên biết tác ý cũng vô tri giác. Vì thanh hương vị xúc pháp xứ vô tri giác, nên biết tác ý cũng vô tri giác. Xá lợi tử, vì nhãn giới phi hữu, nên biết tác ý cũng phi hữu. Vì sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm chuyên sanh ra phi hữu, nên biết tác ý cũng phi hữu.
Vì nhãn giới không thật nên biết tác ý cũng không thật. Vì sắc giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra không thật nên biết tác ý cũng không thật. Vì nhãn giới không có tự tánh nên biết tác ý cũng không có tự tánh. Vì sắc giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra không có tự tánh, nên biết tác ý cũng không có tự tánh. Vì nhãn giới là không nên biết tác ý cũng không. Vì sắc giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra là không nên biết tác ý cũng không. Vì nhãn giới là viễn ly nên biết tác ý cũng viễn ly. Vì sắc giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra là viễn ly nên biết tác ý cũng viễn ly. Vì nhãn giới là tịch tịnh nên biết tác ý cũng tịch tịnh. Vì sắc giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra là tịch tịnh nên biết tác ý cũng tịch tịnh. Vì nhãn giới vô tri giác nên biết tác ý cũng vô tri giác. Vì sắc giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra vô tri giác nên biết tác ý cũng vô tri giác. Xá lợi tử, vì nhĩ giới phi hữu nên biết tác ý cũng phi hữu. Vì thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra phi hữu nên biết tác ý cũng phi hữu. Vì nhĩ giới không thật nên biết tác ý cũng không thật. Vì thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra không thật nên biết tác ý cũng không thật. Vì nhĩ giới không có tự tánh nên biết tác ý cũng không có tự tánh. Vì thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra không có tự tánh nên biết tác ý cũng không có tự tánh. Vì nhĩ giới là không nên biết tác ý cũng không. Vì thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra là không nên biết tác ý cũng không. Vì nhĩ giới là viễn ly nên biết tác ý cũng viễn ly. Vì thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra là viễn ly nên biết tác ý cũng viễn ly. Vì nhĩ giới là tịch tịnh nên biết tác ý cũng tịch tịnh. Vì thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra là tịch tịnh nên biết tác ý cũng tịch tịnh. Vì nhĩ giới vô tri giác nên biết tác ý cũng vô tri giác. Vì thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra vô tri giác nên biết tác ý cũng vô tri giác. Xá lợi tử, vì tỷ giới phi hữu nên biết tác ý cũng phi hữu. Vì hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra phi hữu nên biết tác ý cũng phi hữu. Vì tỷ giới không thật nên biết tác ý cũng không thật. Vì hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra không thật nên biết tác ý cũng không thật. Vì tỷ giới không có tự tánh nên biết tác ý cũng không có tự tánh. Vì hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra không có tự tánh nên biết tác ý cũng không có tự tánh. Vì tỷ giới là không nên biết tác ý cũng không. Vì hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra là không nên biết tác ý cũng không. Vì tỷ giới là viễn ly nên biết tác ý cũng viễn ly. Vì hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra là viễn ly nên biết tác ý cũng viễn ly. Vì tỷ giới là tịch tịnh nên biết tác ý cũng tịch tịnh. Vì hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra là tịch tịnh nên biết tác ý cũng tịch tịnh. Vì tỷ giới vô tri giác nên biết tác ý cũng vô tri giác. Vì hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra vô tri giác nên biết tác ý cũng vô tri giác. Xá lợi tử, vì thiệt giới phi hữu nên biết tác ý cũng phi hữu. Vì vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra phi hữu nên biết tác ý cũng phi hữu. Vì thiệt giới không thật nên biết tác ý cũng không thật. Vì vị giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra không thật nên biết tác ý cũng không thật. Vì thiệt giới không có tự tánh nên biết tác ý cũng không có tự tánh. Vì vị giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra không có tự tánh nên biết tác ý cũng không có tự tánh. Vì thiệt giới là không nên biết tác ý cũng không. Vì vị giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra là không nên biết tác ý cũng không. Vì thiệt giới là viễn ly nên biết tác ý cũng viễn ly. Vì vị giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra là viễn ly nên biết tác ý cũng viễn ly. Vì thiệt giới là tịch tịnh nên biết tác ý cũng tịch tịnh. Vì vị giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra là tịch tịnh nên biết tác ý cũng tịch tịnh. Vì thiệt giới vô tri giác nên biết tác ý cũng vô tri giác. Vì vị giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra vô tri giác nên biết tác ý cũng vô tri giác. Xá lợi tử, vì thân giới phi hữu nên biết tác ý cũng phi hữu. Vì xúc giới, thân thức giới và thân xúc cùng các thọ cho thân xúc làm duyên sanh ra phi hữu nên biết tác ý cũng phi hữu. Vì thân giới không thật nên biết tác ý cũng không thật. Vì xúc giới cho đến các thọ cho thân xúc làm duyên sanh ra không thật nên biết tác ý cũng không thật. Vì thân giới không có tự tánh nên biết tác ý cũng không có tự tánh.
vì xúc giới cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sinh ra không có tự tánh, nên biết tác ý cũng không có tự tánh. Vì thân giới là không nên biết tác ý cũng không, vì xúc giới cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sinh ra là không nên biết tác ý cũng không. Vì thân giới là viễn ly nên biết tác ý cũng viễn ly, vì xúc giới cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sinh ra là viễn ly nên biết tác ý cũng viễn ly. Vì thân giới là tịch tịnh nên biết tác ý cũng tịch tịnh, vì xúc giới cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sinh ra là tịch tịnh nên biết tác ý cũng tịch tịnh. Vì thân giới vô tri giác nên biết tác ý cũng vô tri giác, vì xúc giới cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sinh ra vô tri giác nên biết tác ý cũng vô tri giác. Xá lợi tử, vì ý giới phi hữu nên biết tác ý cũng phi hữu, vì pháp giới, ý thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra phi hữu nên biết tác ý cũng phi hữu. Vì ý giới không thật nên biết tác ý cũng không thật, vì pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra không thật nên biết tác ý cũng không thật. Vì ý giới không có tự tánh nên biết tác ý cũng không có tự tánh, vì pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra không có tự tánh nên biết tác ý cũng không có tự tánh. Vì ý giới là không nên biết tác ý cũng không, vì pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra là không nên biết tác ý cũng không. Vì ý giới là viễn ly nên biết tác ý cũng viễn ly, vì pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra là viễn ly nên biết tác ý cũng viễn ly. Vì ý giới là tịch tịnh nên biết tác ý cũng tịch tịnh, vì pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra là tịch tịnh nên biết tác ý cũng tịch tịnh. Vì ý giới vô tri giác nên biết tác ý cũng vô tri giác, vì pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra vô tri giác nên biết tác ý cũng vô tri giác. Xá lợi tử, vì địa giới phi hữu nên biết tác ý cũng phi hữu, vì thủy hỏa phong không thức giới phi hữu nên biết tác ý cũng phi hữu. Vì địa giới không thật nên biết tác ý cũng không thật, vì thủy hỏa phong không thức giới không thật nên biết tác ý cũng không thật. Vì địa giới không có tự tánh nên biết tác ý cũng không có tự tánh, vì thủy hỏa phong không thức giới không có tự tánh nên biết tác ý cũng không có tự tánh. Vì địa giới là không nên biết tác ý cũng không, vì thủy hỏa phong không thức giới là không nên biết tác ý cũng không. Vì địa giới là viễn ly nên biết tác ý cũng viễn ly, vì thủy hỏa phong không thức giới là viễn ly nên biết tác ý cũng viễn ly. Vì địa giới là tịch tịnh nên biết tác ý cũng tịch tịnh, vì thủy hỏa phong không thức giới là tịch tịnh nên biết tác ý cũng tịch tịnh. Vì địa giới vô tri giác nên biết tác ý cũng vô tri giác, vì thủy hỏa phong không thức giới vô tri giác nên biết tác ý cũng vô tri giác. Xá lợi tử, vì thành đế khổ phi hữu nên biết tác ý cũng phi hữu, vì thánh đế tập diệt đạo phi hữu nên biết tác ý cũng phi hữu, vì thánh đế khổ không thật nên biết tác ý cũng không thật, vì thánh đế tập diệt đạo không thật nên biết tác ý cũng không thật, vì thánh đế khổ không có tự tánh nên biết tác ý cũng không có tự tánh, vì thánh đế tập diệt đạo không có tự tánh nên biết tác ý cũng không có tự tánh, vì thánh đế khổ là không nên biết tác ý cũng không, vì thánh đế tập diệt đạo là không nên biết tác ý cũng không. Vì thánh đế khổ là viễn ly nên biết tác ý cũng viễn ly, vì thánh đế tập diệt đạo là viễn ly nên biết tác ý cũng viễn ly, vì thánh đế khổ là tịch tịnh nên biết tác ý cũng tịch tịnh, vì thánh đế tập diệt đạo là tịch tịnh nên biết tác ý cũng tịch tịnh, vì thánh đế khổ vô tri giác nên biết tác ý cũng vô tri giác, vì thánh đế tập diệt đạo vô tri giác nên biết tác ý cũng vô tri giác. Xá lợi tử, vì vô minh phi hữu nên biết tác ý cũng phi hữu, vì hành thức danh sắc lục xứ xúc thọ ái thủ hữu sanh lão tử sầu than khổ yêu não phi hữu nên biết tác ý cũng phi hữu, vì vô minh không thật nên biết tác ý cũng không thật, vì hành cho đến lão tử sầu than khổ yêu não không thật nên biết tác ý cũng không thật, vì vô minh không có tự tánh nên biết tác ý cũng không có tự tánh, vì hành cho đến lão tử sầu than khổ yêu não không có tự tánh nên biết tác ý cũng không có tự tánh, vì vô minh là không nên biết tác ý cũng không, vì hành cho đến lão tử sầu than khổ yêu não là không nên biết tác ý cũng không, vì vô minh là viễn ly nên biết tác ý cũng viễn ly, vì hành cho đến lão tử sầu than khổ yêu não là viễn ly nên biết tác ý cũng viễn ly, vì vô minh là tịch tịnh nên biết tác ý cũng tịch tịnh, vì hành cho đến lão tử sầu than khổ yêu não là tịch tịnh nên biết tác ý cũng tịch tịnh.
Vì vô minh vô tri giác nên biết tác ý cũng vô tri giác. Vì hành cho đến lão tử sầu than khổ yêu não vô tri giác nên biết tác ý cũng vô tri giác. Xá lợi tử, vì cái không nội phi hữu nên biết tác ý cũng phi hữu. Vì cái không ngoại, cái không nội ngoại, cái không không, cái không lớn, cái không thắng nghĩa, cái không hữu vi, cái không vô vi, cái không rốt ráo, cái không không biên giới, cái không tản mạn, cái không không đổi khác, cái không bản tánh, cái không tự tướng, cái không cộng tướng, cái không tất cả pháp, cái không chẳng thể nắm bắt được, cái không không tánh, cái không tự tánh, cái không không tánh tự tánh phi hữu nên biết tác ý cũng phi hữu. Vì cái không nội không thật nên biết tác ý cũng không thật. Vì cái không ngoại cho đến cái không không tánh tự tánh không thật nên biết tác ý cũng không thật. Vì cái không nội không có tự tánh nên biết tác ý cũng không có tự tánh. Vì cái không ngoại cho đến cái không không tánh tự tánh không có tự tánh nên biết tác ý cũng không có tự tánh. Vì cái không nội là không nên biết tác ý cũng không. Vì cái không ngoại cho đến cái không không tánh tự tánh là không nên biết tác ý cũng không. Vì cái không nội là viễn ly nên biết tác ý cũng viễn ly. Vì cái không ngoại cho đến cái không không tánh tự tánh là viễn ly nên biết tác ý cũng viễn ly. Vì cái không nội là tịch tịnh nên biết tác ý cũng tịch tịnh. Vì cái không ngoại cho đến cái không không tánh tự tánh là tịch tịnh nên biết tác ý cũng tịch tịnh. Vì cái không nội vô tri giác nên biết tác ý cũng vô tri giác. Vì cái không ngoại cho đến cái không không tánh tự tánh vô tri giác nên biết tác ý cũng vô tri giác. Xá lợi tử, vì chân như phi hữu nên biết tác ý cũng phi hữu. Vì pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ phi hữu nên biết tác ý cũng phi hữu. Vì chân như không thật nên biết tác ý cũng không thật. Vì pháp giới cho đến cảnh giới bất tư nghỉ không thật nên biết tác ý cũng không thật. Vì chân như không có tự tánh nên biết tác ý cũng không có tự tánh. Vì pháp giới cho đến cảnh giới bất tư nghỉ không có tự tánh nên biết tác ý cũng không có tự tánh. Vì chân như là không nên biết tác ý cũng không. Vì pháp giới cho đến cảnh giới bất tư nghỉ là không nên biết tác ý cũng không. Vì chân như là viễn ly nên biết tác ý cũng viễn ly. Vì pháp giới cho đến cảnh giới bất tư nghỉ là viễn ly nên biết tác ý cũng viễn ly. Vì chân như là tịch tịnh nên biết tác ý cũng tịch tịnh. Vì pháp giới cho đến cảnh giới bất tư nghỉ là tịch tịnh nên biết tác ý cũng tịch tịnh. Vì chân như vô tri giác nên biết tác ý cũng vô tri giác. Vì pháp giới cho đến cảnh giới bất tư nghỉ vô tri giác nên biết tác ý cũng vô tri giác. Xá lợi tử, vì bố thí ba la mật đa phi hữu nên biết tác ý cũng phi hữu. Vì tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa phi hữu nên biết tác ý cũng phi hữu. Vì bố thí ba la mật đa không thật nên biết tác ý cũng không thật. Vì tịnh giới cho đến bát nhã ba la mật đa không thật nên biết tác ý cũng không thật. Vì bố thí ba la mật đa không có tự tánh nên biết tác ý cũng không có tự tánh. Vì tịnh giới cho đến bát nhã ba la mật đa không có tự tánh nên biết tác ý cũng không có tự tánh. Vì bố thí ba la mật đa là không nên biết tác ý cũng không. Vì tịnh giới cho đến bát nhã ba la mật đa là không nên biết tác ý cũng không. Vì bố thí ba la mật đa là viễn ly nên biết tác ý cũng viễn ly. Vì tịnh giới cho đến bát nhã ba la mật đa là viễn ly nên biết tác ý cũng viễn ly. Vì bố thí ba la mật đa là tịch tịnh nên biết tác ý cũng tịch tịnh. Vì tịnh giới cho đến bát nhã ba la mật đa là tịch tịnh nên biết tác ý cũng tịch tịnh. Vì bố thí ba la mật đa vô tri giác nên biết tác ý cũng vô tri giác. Vì tịnh giới cho đến bát nhã ba la mật đa vô tri giác nên biết tác ý cũng vô tri giác. Xá lợi tử, vì bốn tịnh lượng phi hữu nên biết tác ý cũng phi hữu. Vì bốn vô lượng bốn định vô sắc phi hữu nên biết tác ý cũng phi hữu. Vì bốn tịnh lự không thật nên biết tác ý cũng không thật. Vì bốn vô lượng bốn định vô sắc không thật nên biết tác ý cũng không thật. Vì bốn tịnh lự không có tự tánh nên biết tác ý cũng không có tự tánh. Vì bốn vô lượng bốn định vô sắc không có tự tánh nên biết tác ý cũng không có tự tánh. Vì bốn tịnh lự là không nên biết tác ý cũng không. Vì bốn vô lượng bốn định vô sắc là không nên biết tác ý cũng không. Vì bốn tịnh lự là viễn ly nên biết tác ý cũng viễn ly. Vì bốn vô lượng bốn định vô sắc là viễn ly nên biết tác ý cũng viễn ly. Vì bốn tịnh lự là tịch tịnh nên biết tác ý cũng tịch tịnh. Vì bốn vô lượng bốn định vô sắc là tịch tịnh nên biết tác ý cũng tịch tịnh. Vì bốn tịnh lự vô tri giác nên biết tác ý cũng vô tri giác. Vì bốn vô lượng bốn định vô sắc vô tri giác nên biết tác ý cũng vô tri giác.
Xá Lợi Tử, vì tám giải thoát phi hữu nên biết tác ý cũng phi hữu, vì tám thắng xứ, chín định thứ đại, 10 biến xứ phi hữu nên biết tác ý cũng phi hữu. Vì tám giải thoát không thật nên biết tác ý cũng không thật, vì tám thắng xứ, chín định thứ đại, 10 biến xứ không thật nên biết tác ý cũng không thật. Vì tám giải thoát không có tự tánh nên biết tác ý cũng không có tự tánh, vì tám thắng xứ, chín định thứ đại, 10 biến xứ không có tự tánh nên biết tác ý cũng không có tự tánh. Vì tám giải thoát là không nên biết tác ý cũng không, vì tám thắng xứ, chín định thứ đại, 10 biến xứ là không nên biết tác ý cũng không. Vì tám giải thoát là viễn ly nên biết tác ý cũng viễn ly, vì tám thắng xứ, chín định thứ đại, 10 biến xứ là viễn ly nên biết tác ý cũng viễn ly. Vì tám giải thoát là tịch tịnh nên biết tác ý cũng tịch tịnh, vì tám thắng xứ, chín định thứ đại, 10 biến xứ là tịch tịnh nên biết tác ý cũng tịch tịnh. Vì tám giải thoát vô tri giác nên biết tác ý cũng vô tri giác, vì tám thắng xứ, chín định thứ đại, 10 biến xứ vô tri giác nên biết tác ý cũng vô tri giác. Xá Lợi Tử, vì bốn niệm trụ phi hữu nên biết tác ý cũng phi hữu, vì bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo phi hữu nên biết tác ý cũng phi hữu, vì bốn niệm trụ không thật nên biết tác ý cũng không thật, vì bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo không thật nên biết tác ý cũng không thật, vì bốn niệm trụ không có tự tánh nên biết tác ý cũng không có tự tánh, vì bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo không có tự tánh nên biết tác ý cũng không có tự tánh, vì bốn niệm trụ là không nên biết tác ý cũng không, vì bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo là không nên biết tác ý cũng không, vì bốn niệm trụ là viễn ly nên biết tác ý cũng viễn ly, vì bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo là viễn ly nên biết tác ý cũng viễn ly. Vì bốn niệm trụ là tịch tịnh nên biết tác ý cũng tịch tịnh, vì bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo là tịch tịnh nên biết tác ý cũng tịch tịnh, vì bốn niệm trụ vô tri giác nên biết tác ý cũng vô tri giác, vì bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo vô tri giác nên biết tác ý cũng vô tri giác. Xá Lợi Tử, vì pháp môn giải thoát không phi hữu nên biết tác ý cũng phi hữu, vì pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện phi hữu nên biết tác ý cũng phi hữu, vì pháp môn giải thoát không không thật nên biết tác ý cũng không thật, vì pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện không thật nên biết tác ý cũng không thật, vì pháp môn giải thoát không không có tự tánh nên biết tác ý cũng không có tự tánh, vì pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện không có tự tánh nên biết tác ý cũng không có tự tánh, vì pháp môn giải thoát không là không nên biết tác ý cũng không, vì pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện là không nên biết tác ý cũng không. Vì pháp môn giải thoát không là viễn ly nên biết tác ý cũng viễn ly, vì pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện là viễn ly nên biết tác ý cũng viễn ly, vì pháp môn giải thoát không là tịch tịnh nên biết tác ý cũng tịch tịnh, vì pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện là tịch tịnh nên biết tác ý cũng tịch tịnh, vì pháp môn giải thoát không vô tri giác nên biết tác ý cũng vô tri giác, vì pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện vô tri giác nên biết tác ý cũng vô tri giác. Xá Lợi Tử, vì năm loại mắt phi hữu nên biết tác ý cũng phi hữu, vì sáu phép thần thông phi hữu nên biết tác ý cũng phi hữu, vì năm loại mắt không thật nên biết tác ý cũng không thật, vì sáu phép thần thông không thật nên biết tác ý cũng không thật, vì năm loại mắt không có tự tánh nên biết tác ý cũng không có tự tánh, vì sáu phép thần thông không có tự tánh nên biết tác ý cũng không có tự tánh, vì năm loại mắt là không nên biết tác ý cũng không, vì sáu phép thần thông là không nên biết tác ý cũng không, vì năm loại mắt là viễn ly nên biết tác ý cũng viễn ly, vì sáu phép thần thông là viễn ly nên biết tác ý cũng viễn ly, vì năm loại mắt là tịch tịnh nên biết tác ý cũng tịch tịnh, vì sáu phép thần thông là tịch tịnh nên biết tác ý cũng tịch tịnh, vì năm loại mắt vô tri giác nên biết tác ý cũng vô tri giác, vì sáu phép thần thông vô tri giác nên biết tác ý cũng vô tri giác. Xá Lợi Tử, vì mười lực của Phật phi hữu nên biết tác ý cũng phi hữu, vì bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng phi hữu nên biết tác ý cũng phi hữu, vì mười lực của Phật không thật nên biết tác ý cũng không thật, vì bốn điều không sợ cho đến 18 pháp Phật bất cộng không thật nên biết tác ý cũng không thật, vì mười lực của Phật không có tự tánh nên biết tác ý cũng không có tự tánh, vì bốn điều không sợ cho đến 18 pháp Phật bất cộng không có tự tánh nên biết tác ý cũng không có tự tánh,
Vì 10 lực của Phật là không nên biết tác ý cũng không. Vì 4 điều không sợ cho đến 18 pháp Phật bất cộng là không nên biết tác ý cũng không. Vì 10 lực của Phật là viễn ly nên biết tác ý cũng viễn ly. Vì 4 điều không sợ cho đến 18 pháp Phật bất cộng là viễn ly nên biết tác ý cũng viễn ly. Vì 10 lực của Phật là tịch tịnh nên biết tác ý cũng tịch tịnh. Vì 4 điều không sợ cho đến 18 pháp Phật bất cộng là tịch tịnh nên biết tác ý cũng tịch tịnh. Vì 10 lực của Phật vô tri giác nên biết tác ý cũng vô tri giác. Vì 4 điều không sợ cho đến 18 pháp Phật bất cộng vô tri giác nên biết tác ý cũng vô tri giác. Xá lợi tử, vì pháp không quên mất phi hữu nên biết tác ý cũng phi hữu. Vì tánh luôn luôn xả phi hữu nên biết tác ý cũng phi hữu. Vì pháp không quên mất không thật nên biết tác ý cũng không thật. Vì tánh luôn luôn xả không thật nên biết tác ý cũng không thật. Vì pháp không quên mất không có tự tánh nên biết tác ý cũng không có tự tánh. Vì tánh luôn luôn xả không có tự tánh nên biết tác ý cũng không có tự tánh. Vì pháp không quên mất là không nên biết tác ý cũng không. Vì tánh luôn luôn xả là không nên biết tác ý cũng không. Vì pháp không quên mất là viễn ly nên biết tác ý cũng viễn ly. Vì tánh luôn luôn xả là viễn ly nên biết tác ý cũng viễn ly. Vì pháp không quên mất là tịch tịnh nên biết tác ý cũng tịch tịnh. Vì tánh luôn luôn xả là tịch tịnh nên biết tác ý cũng tịch tịnh. Vì pháp không quên mất vô tri giác nên biết tác ý cũng vô tri giác. Vì tánh luôn luôn xả vô tri giác nên biết tác ý cũng vô tri giác. Xá lợi tử, vì tất cả pháp môn đà la ni phi hữu nên biết tác ý cũng phi hữu. Vì tất cả pháp môn tam ma địa phi hữu nên biết tác ý cũng phi hữu. Vì tất cả pháp môn đà la ni không thật nên biết tác ý cũng không thật. Vì tất cả pháp môn tam ma địa không thật nên biết tác ý cũng không thật. Vì tất cả pháp môn đà la ni không có tự tánh nên biết tác ý cũng không có tự tánh. Vì tất cả pháp môn tam ma địa không có tự tánh nên biết tác ý cũng không có tự tánh. Vì tất cả pháp môn đà la ni là không nên biết tác ý cũng không. Vì tất cả pháp môn tam ma địa là không nên biết tác ý cũng không. Vì tất cả pháp môn đà la ni là viễn ly nên biết tác ý cũng viễn ly. Vì tất cả pháp môn tam ma địa là viễn ly nên biết tác ý cũng viễn ly. Vì tất cả pháp môn đà la ni là tịch tịnh nên biết tác ý cũng tịch tịnh. Vì tất cả pháp môn tam ma địa là tịch tịnh nên biết tác ý cũng tịch tịnh. Vì tất cả pháp môn đà la ni vô tri giác nên biết tác ý cũng vô tri giác. Vì tất cả pháp môn tam ma địa vô tri giác nên biết tác ý cũng vô tri giác. Xá lợi tử, vì trí nhất thiết phi hữu nên biết tác ý cũng phi hữu. Vì trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng phi hữu nên biết tác ý cũng phi hữu. Vì trí nhất thiết không thật nên biết tác ý cũng không thật. Vì trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng không thật nên biết tác ý cũng không thật. Vì trí nhất thiết không có tự tánh nên biết tác ý cũng không có tự tánh. Vì trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng không có tự tánh nên biết tác ý cũng không có tự tánh. Vì trí nhất thiết là không nên biết tác ý cũng không. Vì trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng là không nên biết tác ý cũng không. Vì trí nhất thiết là viễn ly nên biết tác ý cũng viễn ly. Vì trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng là viễn ly nên biết tác ý cũng viễn ly. Vì trí nhất thiết là tịch tịnh nên biết tác ý cũng tịch tịnh. Vì trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng là tịch tịnh nên biết tác ý cũng tịch tịnh. Vì trí nhất thiết vô tri giác nên biết tác ý cũng vô tri giác. Vì trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng vô tri giác nên biết tác ý cũng vô tri giác. Xá lợi tử, vì quả vị thanh văn phi hữu nên biết tác ý cũng phi hữu. Vì quả vị độc giác, quả vị vô thượng phi hữu nên biết tác ý cũng phi hữu. Vì quả vị thanh văn không thật nên biết tác ý cũng không thật. Vì quả vị độc giác, quả vị vô thượng không thật nên biết tác ý cũng không thật. Vì quả vị thanh văn không có tự tánh nên biết tác ý cũng không có tự tánh. Vì quả vị độc giác, quả vị vô thượng không có tự tánh nên biết tác ý cũng không có tự tánh. Vì quả vị thanh văn là không nên biết tác ý cũng không. Vì quả vị độc giác, quả vị vô thượng là không nên biết tác ý cũng không. Vì quả vị thanh văn là viễn ly nên biết tác ý cũng viễn ly. Vì quả vị độc giác, quả vị vô thượng là viễn ly nên biết tác ý cũng viễn ly. Vì quả vị thanh văn là tịch tịnh nên biết tác ý cũng tịch tịnh. Vì quả vị độc giác, quả vị vô thượng là tịch tịnh nên biết tác ý cũng tịch tịnh. Vì quả vị thanh văn vô tri giác nên biết tác ý cũng vô tri giác. Vì quả vị độc giác, quả vị vô thượng vô tri giác nên biết tác ý cũng vô tri giác. Xá lợi tử, do duyên cớ này, các đại Bồ Tát, trụ chỗ trụ như thị nên thường chẳng xả tác ý đại bi.
Lúc bấy giờ, Đức Thế Tôn khen Thiện Hiện: "Hay thay, hay thay, ông có khả năng khéo vì Đại Bồ Tát mà tuyên thuyết Bát Nhã Ba La Mật Đa, đó là đều do sức oai thần của Như Lai. Có vị nào muốn vì Đại Bồ Tát mà tuyên thuyết Bát Nhã Ba La Mật Đa thì đều nên như ông mà tuyên thuyết. Có các Đại Bồ Tát nào muốn học Bát Nhã Ba La Mật Đa thì đều nên theo điều ông nói mà học." Khi cụ thọ Thiện Hiện vì các Đại Bồ Tát thuyết Bát Nhã Ba La Mật Đa ấy, thì ở trong Tam Thiên Đại Thiên thế giới này, sáu thứ chuyển biến, đó là động, động rất mạnh, tất cả đều động mạnh, phun, phun rất mạnh, tất cả đều phun mạnh, rung, rung rất mạnh, tất cả đều rung mạnh, chạm, chạm rất mạnh, tất cả đều chạm mạnh, nổ, nổ rất lớn, tất cả đều nổ lớn, nứt, nứt rất lớn, tất cả đều nứt lớn. Đông phun tây chìm, tây phun đông chìm, nam phun bắc chìm, bắc phun nam chìm, chính giữa phun, bên mé chìm, bên mé phun, chính giữa chìm. Lúc bấy giờ Đức Như Lai liền mỉm cười. Cụ thọ Thiện Hiện bạch: "Bạch Thế Tôn, vì nhân duyên gì mà ngài mỉm cười?" Phật bảo Thiện Hiện: "Như ta ở thế giới kham nhẫn ba lần ngàn này, vì các Đại Bồ Tát mà tuyên thuyết Bát Nhã Ba La Mật Đa. Nay chư Phật Thế Tôn ở vô lượng vô số vô biên thế giới trong mười phương, cũng vì các Đại Bồ Tát mà tuyên thuyết Bát Nhã Ba La Mật Đa. Như nay ở thế giới kham nhẫn ba lần ngàn này có 12 ức các trời người vân vân nghe thuyết Bát Nhã Ba La Mật Đa ở trong các pháp chứng đắc vô sanh nhẫn. Nay ở vô lượng vô số vô biên thế giới trong mười phương đều có vô lượng vô số vô biên hữu tình nghe chư Phật ở cõi ấy thuyết Bát Nhã Ba La Mật Đa cũng phát tâm cầu chứng quả vị giác ngộ cao tột." Hết quyển thứ 76.